Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức về tin tức showbiz trong ngày. Cuộc sống kín tiếng của Mai Hồ sau 2 năm lấy chồng Việt kiều kém 4 tuổi. Mai Hồ đang sinh sống ở Đức với chồng và dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Mai Hồ sinh năm 1987, từng hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Dù được đánh giá cao tài năng, sắc vóc, nhưng cô sớm lập gia đình và sinh con đầu lòng. Trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, năm 2012, Mai Hồ ly hôn và nhận quyền nuôi con. Thời điểm trở lại làng giải trí, Mai Hồ từng công khai hẹn hò với Trấn Thành. Nhưng chỉ duy trì mối quan hệ tình cảm vài năm, cả hai đường ai nấy đi và coi nhau là bạn bè tốt. Năm 2015, Mai Hồ quen biết doanh nhân Việt Kiều Đức tên là Nam Bùi nhờ sự giới thiệu của Dương Triệu Vũ. Chỉ thời gian ngắn tìm hiểu, thấy tâm đầu ý hợp, Mai Hồ nhận lời yêu anh chàng kém cô đến 4 tuổi. Dù có khoảng cách địa lý, mỗi khi rảnh rỗi, Nam Bùi lại trở về nước để đưa Mai Hồ đi du lịch. Đến tháng 2 năm 2018, cả hai quyết định tổ chức đám cưới về chung một nhà. Ngày trọng đại của Mai Hồ diễn ra khá kín đáo khi cô chỉ mời một số bạn bè thân thiết, hạn chế cơ quan truyền thông tác nghiệp. Ngay sau khi nên duyên vợ chồng, cô chuyển hẳn sang Đức sinh sống với Nam Bùi. Tháng 8 cùng năm, Mai Hồ hạ sinh con thứ hai. Suốt 2 năm qua, Mai Hồ sống kín tiếng, thỉnh thoảng cô chia sẻ hình ảnh chăm sóc con cái lên trang cá nhân. Có một cuộc sống viên mãn, Mai Hồ chưa có ý định sẽ tái xuất làng giải trí. Bước sang tuổi 33 và đã là bà mẹ hai con, Mai Hồ vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung và xinh đẹp. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.